Vâng, em Sơn đến từ đồ gỗ cao cấp Sang Trang xin chia sẻ tới các bác bộ sơn thủy các bác nhé. Trước mặt các bác là một bộ sơn thủy bao gồm 10 món các bác ạ. Đó, thì đây là một bộ sơn thủy được cơ sở bên em làm trên nền tảng chất liệu gỗ cẩm lai cao cấp. Thì tại sao lại chia sẻ tới các bác đó là một chất liệu gỗ cẩm lai cao cấp? Thì bất kỳ với quý khách hàng nào đến với đồ gỗ Sang Trang, các bác đều trải nghiệm rất nhiều các sản phẩm đồ gỗ nội thất mang âm hưởng dòng nội thất Trung Hoa. Và bộ sơn thủy trước mắt các bác là một trong những bộ ghế tiêu biểu nhất, đặc trưng nhất cho dòng nội thất Trung Hoa các bác ạ. Và phải nói sơn thủy là một trong những bộ ghế gọi là bộ ghế quốc dân. Tại sao em sáng lại chia sẻ như vậy? Bởi vì mẫu ghế sơn thủy từ trước đến nay nó vẫn mang một cái dáng vẻ cực kỳ dẻo, đẳng cấp. Mặc dù ở dòng ghế sơn thủy thì mỗi một mẫu ghế, mỗi một cái form dáng nó đều có những kiểu làm khác nhau. Nhưng nhìn nhận chung ở dòng sơn thủy đó là gì? Trước mắt các bác phải nói là những bộ ghế có cái dáng chân các bác nhé. Để các bác thấy này, dáng chân sơn thủy bao giờ vậy? Nó cực kỳ cong, dẻo. Và cái điểm nhấn của dòng sơn thủy phải kể đến nó là cái quai túi các bác ạ. Đó, cái điểm nhấn quan trọng nhất các bác thấy không? Từ cái chân đến cái yếm là nó có một cái quai túi. Đó, cái phần tiếp giáp này bên đồ gỗ Sang Trang gọi là quai túi. Thì cái phần quai túi này nó phải dẻo các bác ạ. Thì những cái chi tiết đấy nó phải thể hiện được cái đó là gì? Cái mẫu của bộ ghế phải đẹp các bác nhá. Và cái tay nghề thợ ngang phải sắc nét. Và toàn bộ được cơ sở bên em làm trên nền tảng đó là hàng tháo lắp. Thì tại sao đồ gỗ Sang Trang lại làm hàng tháo lắp? Bởi vì cái hàng tháo lắp là hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Trung Quốc các bác ạ. Thế nên là toàn bộ sản phẩm bên đồ gỗ Sang Trang bên em là chưa gắn keo. Đây các bác này, em quay cả bên trái để quý vị anh chị em nhìn sản phẩm này. Đấy, với một bộ ghế đẹp thì phải kể đến dáng dấp phải đẹp và cái gỗ các bác ạ. Đấy, gỗ thì phải kể đến trong ngoài các bác nhé. Trong ngoài, đây là cái phần bên ngoài của sản phẩm này, mặt sau của sản phẩm các bác ạ. Đó, mặt sau của sản phẩm. Và cái chương của sơn thủy thì với bộ này này em sáng chưa đục hai cái đầu cuốn các bác nhé. Đây này, đó, cái chương tiêu biểu nhất là cái chương này. Và sau đó mình sẽ đục hai cái đầu cuốn các bác nhé. Như đây là hàng tháo lắp, thế nên em sáng chưa đục các bác ạ. Và cái chất gỗ cẩm lai tía là chất gỗ đẳng cấp nhất trong những dòng cẩm lai. Đó, những cây gỗ tía thì thường xuất hiện ở những cây gỗ già các bác nhé. Ở những cây gỗ già. Và đặc biệt là những cây gỗ lớn, gỗ to. Và những cây gỗ già, gỗ lớn, gỗ to thì cái mức độ co ngót của gỗ gần như là cạn kiệt. Thế nên là khi các bác chơi những dòng sản phẩm như thế này, các bác có thể đánh si trần tự nhiên các bác ạ. Đó là tại sao những dòng ghế gỗ cẩm lai, gỗ chắc các bác càng ngồi càng bóng. Đấy là lý do các bác nhé. Đấy là lý do vì sao những dòng sản phẩm như thế, chất gỗ đẳng cấp như thế các bác ngồi càng ngày càng bóng. Thì khi mà các bác chơi những dòng sản phẩm đẳng cấp cao thì nó có một cái giá trị trường tồn các bác nhé. Các bác chơi một bộ sản phẩm không những một đời người các bác ạ, các bác có thể để cho đời con đời cháu. Thế nên em sáng nghĩ những dòng sản phẩm cao cấp như thế này nó xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Đó, và đặc biệt những bộ sơn thủy như này các bác kê ở những cái căn phòng có diện tích từ 25m² trở lại các bác nhé, nó sẽ tôn vinh được cái giá trị của căn phòng cũng như là những giá trị từng trường tồn mà bộ ghế mang lại cho chúng ta. Và với bộ sản phẩm 10 món thì trước mắt các bác em sáng hiện tại đang còn thiếu 4 cái đôn các bác ạ. 4 cái đôn em sáng kê trong kia kìa các bác này. Đây, đó, 4 cái đôn em sáng kê trong đây này. Thì hiện tại không gian ở cái ngoài mặt đường này nó không có đủ diện tích lớn, em sáng kê tạm đây. Quý vị anh chị em có thể hình dung, quý vị anh chị em có thể là nhìn kỹ các bác nhé. Đó, và chia sẻ quý vị anh chị em này, toàn bộ mặt ván các bác nhé. Đó, riêng đến với đồ gỗ Sang Trang thì bên em có một nguyên tắc làm đồ các bác ạ, mà các bác xem rất nhiều video của em sáng rồi. Tất cả những cái mặt bàn đây các bác ạ, đây em sáng chia sẻ tới các bác này, mặt bàn nguyên tấm các bác nhé. Mặt bàn nguyên tấm. Và em sáng bao giờ vậy, em sáng sẽ lựa cùng một cây gỗ các bác ạ, lựa cùng một cây gỗ. Đó, các bác thấy này. Đó, em sáng chia sẻ quý vị anh chị em tất cả những cái mặt bàn, mặt ghế các bác nhé. Đó, mặt ghế nguyên tấm, lựa cùng một cây gỗ. Và những cái vách này cũng vậy này các bác này. Đó các bác này. Đấy, các bác cứ xem rất nhiều những video của đồ gỗ Sang Trang, các bác vào phần danh sách phát và đặc biệt vào những phần bộ ghế sơn thủy thì các bác sẽ biết được những cái sản phẩm của em sáng làm nó vô cùng tinh tế, có những cái đặc điểm nổi bật tạo lên một cái nét đẹp riêng của những dòng ghế mà những bộ ghế khác không có được các bác ạ. Đây, em sáng sẽ quay từ xa để quý vị anh chị em mường tượng được cái dáng dấp cũng như là cái form của bộ sơn thủy các bác ạ, vô cùng tuyệt vời và đẳng cấp các bác ạ. Các bác đến với đồ gỗ Sang Trang, các bác sẽ được trải nghiệm rất nhiều phân khúc tuyệt vời hoàn hảo, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Trung Quốc các bác nhé. Và các bác thấy này, toàn bộ hàng còn để ngơi các bác nhé. Đây này, em sáng quay mặt sau này, đây hàng để ngơi này các bác này. Đó, để ngơi, hàng tháo lắp chưa gắn keo các bác ạ. Đây, đó, đầu mọng này, mọng kẹp, mọng thùng các bác nhé. Và toàn bộ chân đều có hết đôi chuột hết các bác ạ. Đây, những cái đố đây em sáng chưa gắn một tí gì đâu, bởi vì những bộ sản phẩm này em sáng bán chủ yếu cho thị trường Trung Quốc các bác ạ. Thế nên là khi các bác ở Việt Nam, các bác có nhu cầu, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua đồ gỗ Sang Trang, hoặc là các bác có thể tới tận xưởng đồ gỗ Sang Trang có địa chỉ tại khu vực làng nghề đồ gỗ Hương Mạc, Phủ Khê, Từ Sơn, Cấp Bắc Ninh.
Em Sáng rất vui và tự hào được sinh ra và lớn lên tại môi trường đồ gỗ cũng như những cái form của làng nghề truyền thống và những dòng sản phẩm tuyệt vời như thế này. Em Sáng cũng muốn chia sẻ tới quý vị anh chị em nhà mình các bác ạ. Đây, em Sáng chia sẻ quý vị anh chị em ở cái vách của bộ sơn thủy các bác nhé. Đấy các bác nhìn này, chính giữa cái đoạn là cái vách ở giữa này. Đây là tấm ván vách này các bác này. Cái tấm ván vách này thì với bộ sơn thủy này thì em Sáng lựa chọn đó là chất gỗ tía các bác nhé. Đó, chất gỗ tía là chất gỗ mà có vân tâm, ít vân các bác nhé. Thì trong dòng nội thất đỉnh cao nhất là cái dòng nội thất kiểu vân như thế này các bác ạ. Đó, chia sẻ quý vị anh chị em. Thì với cái vách ghế như này thì các bác có thể để trơn được các bác nhé. Đó, để trơn. Còn các bác có thể yêu cái cảnh nào em Sáng sẽ đục theo cảnh đấy. Thường thường những dòng sơn thủy thì nó có nhiều cảnh đục các bác nhé, nhiều cảnh đục. Đó, thì quý vị anh chị em có yêu cầu cảnh nào hoặc là em Sáng sẽ gửi mẫu cho các bác. Các bác ưng cảnh nào thì em Sáng sẽ đục cảnh đấy. Còn hiện tại em Sáng để trơn như này các bác ạ. Để trơn như này nó có một cái hay. Đấy, có một cái cực kỳ hay. Nó rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế các bác ạ, vô cùng tinh tế. Và em Sáng sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể của bộ ghế như sau. Cái đoạn này các bác nhé, cái đoạn này có chiều dài 208, chiều sâu là 61 phân các bác ạ. Đây, chiều sâu 61 là đo từ khung tranh tiền đến cái khung tranh hậu đây là 61. Mặt ván nguyên tấm các bác nhé. Đây, mặt ván nguyên tấm này các bác này. Đó, mặt ván nguyên tấm. Và đặc biệt là em Sáng quay tại ngoài trời. Thế nên là gì? Cái hình ảnh và cái chất lượng của cái video cũng như là cái sản phẩm thực tế nó như một các bác nhé. Đó, nó như một. Các bác thấy này, đây là cái khung cảnh ngoài trời đây. Và cái nội thất nó có một cái rất hay là gì? Khi các bác xem qua video và các bác xem qua hình ảnh thực tế, nó phải 19:10 các bác nhé. Đấy là những gì mà em Sáng chia sẻ quý vị anh chị em nhà mình. Đấy, kể cả những cái chương này thì các bác này. Đấy, em Sáng chọn những cây gỗ cực kỳ già và tự nhiên có một cái tia, tự nhiên có một cái tia vân nó nổi lên này. Đấy, nó cực kỳ đẹp và đẳng cấp. Phải nói như vậy. Các bác, tất cả những anh chị em nào đã tìm hiểu sâu về nội thất đồ gỗ, các bác cũng cực kỳ biết rồi. Để làm nên một bộ sơn thủy đẹp đẳng cấp, nó không phải là câu chuyện mà chúng ta có những sản phẩm này hàng ngày các bác ạ. Đó, em Sáng cũng chắt lọc qua rất nhiều tháng. Đấy, 3-4 tháng mình mới xong được một bộ các bác ạ. Và rất vui bởi vì những sản phẩm mình được rất nhiều quý vị anh chị em cả nước yêu thương đón nhận. Đấy, và đặc biệt thì với công nghệ ngày nay thì có một cái hay đó là những bộ sản phẩm như này em Sáng rất tự hào được truyền bá, được quảng cáo tới quý vị anh chị em nhà mình các bác nhé. Và với bộ 10 món như này chúng ta có một chiếc bàn. Bàn là 1m38 các bác nhé, dài 1m38. Và mặt bàn này các bác ạ, mặt bàn này là mặt bàn ghép các nhé. Bất kỳ bộ sơn thủy nào mặt đều phải ghép hết các bác ạ. Đó, riêng các bác ạ, riêng cái mặt đoạn các bác ạ, vân cực kỳ đẹp đây. Đấy các bác thấy này, vân cực kỳ đẹp, chất gỗ rất già đây. Đó, và cái mỗi một cái ghế này thì có thông số kỹ thuật các bác nhé. Chiều rộng là 88, chiều sâu 61 các bác ạ. Đó, thì đây em Sáng sẽ tiếp tục quay 4 chiếc đôn. Với bộ 10 món thì chúng ta sẽ có 2 đôn cao và 2 đôn thấp các bác ạ. Đây, đây các bác thấy này. Đấy, trong đây là 4 cái đôn. Thì bao gồm 2 đôn cao các bác nhé. Đây là 2 đôn cao này. Đó, và đây là 2 đôn thấp. Thì với bộ 10 món chúng ta có 4 cái đôn. 2 đôn cao thì các bác sẽ kê 2 đầu đoạn các bác nhé. Kê ở 2 đầu đoạn. Các bác có thể tìm lại những video của em Sáng up lên kênh ấy, các bác nhìn. Và sang trọng nhất, đẳng cấp nhất của bộ ghế phải là bộ 10 món các bác nhé. Thì khi các bác kê bộ 10 món, các bác kê hình chữ U thì nó sẽ tạo lên một cái điểm nhấn vô cùng quan trọng của không gian phòng khách các bác ạ. Còn nếu mà diện tích nhà các bác mà không đủ kê bộ 10 món thì các bác có thể kê cho em Sáng bộ 6 món cũng được các bác ạ. Không sao cả, bởi vì mỗi một bộ ghế nó đẹp hay không nó phụ thuộc vào cái căn phòng của quý vị anh chị em nữa các bác ạ. Đấy, mặc dù ở nhà em Sáng nó có thể là lung linh, có thể huyền ảo thật, nhưng mà tất cả những cái form, những cái món đồ nó phải phụ thuộc vào cái khung cảnh các bác nhé. Đấy, thì ngoài những bộ bàn ghế này, bên đồ gỗ Sáng Trang còn làm rất nhiều mẫu tủ rượu đẹp các bác nhé, kệ tivi đẹp. Các bác có thể tới tận nhà showroom đồ gỗ Sáng Trang, có địa chỉ tại Kim Thừa, Hương Mạc, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Linh các bác ạ. Và đây em Sáng tiếp tục chia sẻ quý vị anh chị em ở mặt trái của chiếc đoạn các bác nhé. Đây các bác thấy này, những tiêu chuẩn hàng xuất khẩu thị trường Trung Quốc thì vô cùng ngặt nghèo và kỹ tính thật ra quý vị anh chị em ạ. Và quý vị anh chị em biết rồi, thì riêng các bác nhé, đây là một cái ván của một cái vách. Và bao giờ vậy, khi mà có ván vách thì sẽ bao gồm hai thang, và hai thang chạy hết, đã chạy hết rồi phải có kẹp các bác nhé. Đó, đấy là những yếu tố các bác ạ. Và hàng tháo lắp nhưng mà làm cực kỳ bén, cực kỳ bén luôn. Đó, đây các bác thấy này, quá đẳng cấp luôn. Và cái hay hơn nữa của những bộ ghế sơn thủy đó là gì? Ngoài những đường thẳng ra thì tất cả các góc cua các bác ạ. Đây, em Sáng chia sẻ quý vị anh chị em ở những góc cua nó cực kỳ dẻo luôn. Đó, nó rất dẻo. Và tại sao cái góc cua này nó lại dẻo như nhau, 10 cái giống cả 10? Bởi vì đây là công nghệ làm trên một dàn máy của Trung Quốc các bác nhé. Đó,
con người nó là một câu chuyện thì không thể thay đổi được rồi. Như hàng có đẹp hay không thì cái công nghệ nó cũng vô cùng quan trọng các bác ạ. Đó, đây các bác thấy này, những cái đố này mỗi khi mà mình đớp giữa hai, các bác nhớ, đó, mỗi khi mà mình đớp giữa hai cái đố với nhau thì có một góc cua như này, nó tạo điểm nhấn vô cùng dẻo các bác ạ. Còn nếu như mình không có công nghệ mình làm ấy, thường thường các bác làm thủ công. Khi mà các bác làm thủ công thì nó sẽ dựa vào tay nghề người thợ các bác ạ. Nó không thể nào đều được. Đó, chia sẻ quý vị anh chị em. Thế em sao mới nói là tạo nên một sản phẩm đẹp nó phải có rất nhiều yếu tố các bác nhớ. Nó không phải là một người làm được đâu. Những bộ sản phẩm này phải trải qua những người thợ giỏi các bác nhớ, thợ lành nghề, cộng với việc mà mình biết kết hợp giữa dàn máy móc hiện đại. Đấy, quy chuẩn của tiêu chuẩn thôi các bác ạ. Bọn tất cả những cái cơ sở như đồ gỗ Tràng Trang làm, nếu mà bọn em mà làm không tốt ý, thì xin thưa quý vị anh chị em thì không bao giờ đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Trung Quốc được. Thế nên các bác nội địa các bác cứ kỳ yên tâm các bác ạ. Cái quan trọng nhất em Sáng mới chia sẻ rồi, quan trọng nhất là các bác cảm nhận được là khi đến với đồ gỗ Tràng Trang, các bác phân khúc tài chính là bao nhiêu, em Sáng sẽ tư vấn cho các bác lên một món đồ nó đẹp, nó đúng chất lượng, nó hoàn hảo các bác ạ. Đó, vô cùng vui và tự hào các bác nhớ. Đó, đây là một bộ sơn thủy cẩm nai, hàng trần mọc tự nhiên các bác ạ. Không có gì quý giá hơn là cái gì thế, nó là phải là sự thật. Đấy, nó phải là những cái chân thật nhất. Và đến với đồ gỗ Tràng Trang, em Sáng luôn mang những cái chân thật nhất tới quý vị anh chị em nhà mình. Đấy, tại sao em Sáng lại chia sẻ quý vị anh chị em từ quá trình mua gỗ pha phôi cho đến khi hoàn thiện. Đấy, nó không phải là một cái sản phẩm là nay có mai có các bác ạ. Đấy, nó phải trải qua thời gian. Và những bộ sơn thủy chân 12 này thì các bác yên tâm, nếu các bác đặt đồ gỗ Tràng Trang hoặc là các bác mua ngay bộ này, hiện tại bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm em Sáng trưng ở showroom các nhá. Đó, các bác nào liên hệ sớm với em Sáng thì gọi điện qua số điện thoại 081 703 5555, hoặc các bác có thể tới trực tiếp tại showroom đồ gỗ Tràng Trang các bác nhé. Và hiện tại bộ sản phẩm này là đã xong rồi các bác ạ, bộ chân 12 vô cùng đẹp và đẳng cấp. Và thời gian bây giờ không còn nhiều, từ giờ đến Tết Nguyên Đán còn khoảng độ 3 tháng nữa thôi các bác ạ. Và các bác lên một bộ này kê ở nhà mới ngắm tất liên thì không còn gì bằng các bác ạ. Và rất vui và tự hào. Xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn quan tâm đồng hành theo dõi cùng đồ gỗ Tràng Trang. Chào thân ái.